Chào tất cả các bạn, mình là Vương từ bên DJ Collector. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một sản phẩm, đó chính là DX Double Driver và các memory đi kèm. Thì đây là sản phẩm xuất hiện trong series camera double được sử dụng bởi hai người, đó chính là Philip và Sotaro để hiện sinh thành camera double. Thì thiết kế sản phẩm, chiếc bell được giống như kiểu một cái ổ cắm USB với hai đầu có thể dùng cắm vào. Thì sản phẩm này sẽ không tích hợp bất cứ một cái âm thanh nào mà âm thanh sẽ nằm hết ở những cái memory này. Thì giới thiệu sơ qua về các memory, thì đây là những ổ cắm USB chứa dữ liệu của những thứ ở trên trái đất này, ví dụ như heat là liên quan đến nhiệt độ, blue là liên quan đến những ảo ảnh, còn cyclone là liên quan đến gió. Để hết sinh thành camera double thì ta sử dụng hai memory, đó chính là cyclone và joker. Ấn vào memory ta sẽ nghe được tên của memory đó, ví dụ đây là cyclone. Cắm hai memory vào, sau mở ra, trình tự sao sẽ là từ của bên Philip trước, xong rồi đến bên của Sotaro. Ghi đặc để nhận biết của memory Philip, đó chính là cái phần cắm USB này nó sẽ có màu bạc, còn của Sotaro sẽ màu vàng. Để sử dụng tất sát, ta sử dụng maximum slot cắm memory vào. Ấn nút này để có thể kích hoạt. Tất cả các memory của Sotaro và Philip có thể chơi chung được với nhau. Ví dụ đây mình sẽ thử Cyclone với cả Trigger. Nhưng mà có một điều đặc biệt, đó chính là nếu như bạn chơi hai memory của cùng một nhân vật thì sao nó sẽ bị loạn. Ví dụ đây mình sẽ sử dụng hit với cả cyclone. Nếu bạn thấy nó sẽ bị lặp âm hit và cyclone trong cùng một khoảnh khắc. Có một số memory đặc biệt sẽ không tích hợp maximum. Đó, ví dụ như là trigger thì nó sẽ khi bạn có maximum nó vẫn sẽ đọc là maximum bình thường, nhưng mà âm thanh sẽ nằm ở sản phẩm mà súng của double. Thì đánh giá sơ qua của mình về sản phẩm này thì nó là sản phẩm quét chơi khá là đơn giản và độc đáo. Bạn có thể tùy chỉnh các form của double bằng cách thay đổi các memory, nhưng mà đó cũng là cái điểm bị trừ của sản phẩm này, vì đơn giản chúng ta chỉ có thể ra được sound maximum và sound engine chứ không thể hack ra được những cái sound khác. Còn một cái điểm nữa đó chính là những cái phần sơn bạc này trên cái double driver cực kỳ dễ bị chảy, như bạn thấy đây nó bị chảy ít rồi. Dây đeo thì nó là do cái bản này ra ngay bên cạnh decay nên là nó sẽ bị, và có một cái đặc điểm giống decay đó chính là cái phần này nó sẽ bị dính thẳng vào bell. Thực ra các bạn có thể gỡ được nhưng mà cái thao tác gỡ và gắn nó sẽ cực kỳ khó khăn. Thì đó nhận xét tổng quan của mình về món sản phẩm này. Hẹn gặp các bạn trong lần sau.